Theo bố mẹ Rahul, cậu bé 3 tháng tuổi này đã phải trải qua tổng cộng 4 lần phát bỏng như vậy. Đợt đầu tiên xảy ra sau khi bé chào đời khoảng 9 ngày và đợt gần nhất là cách đây 3 tuần. Qua tìm hiểu và xét nghiệm, cậu bé Rahul thực chất bị mắc căn bệnh bỏng tự phát. Đây được coi là một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới, thậm chí còn được coi là hiếm trong những loại bệnh hiếm. Trong khoảng 300 năm đổ lại đây, thế giới mới ghi nhận được 200 trường hợp. Ca mới nhất được ghi nhận là xuất hiện tại Mỹ năm 2010. Hiện bé Rahul được nhập viện điều trị tại khoa nhi chăm sóc đặc biệt thuộc Bệnh viện Đại học Y tế Kipau, thị trấn Chennai. Mẹ cậu bé cho biết những vết bỏng này xảy ra một cách tự nhiên mà không cần bất kỳ tác động nào phía bên ngoài cơ thể. Chúng tôi phát hiện ra là chỉ một số bộ phận bị bỏng mà thôi, chủ yếu là ở phần thân trước. Các bác sĩ cũng cảnh báo quần áo và những đồ đạc dễ cháy cũng có khả năng bắt lửa cao. Vì vậy, người nhà phải túc trực bên cạnh Rahul ngày đêm, tránh cho bé tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và chỉ cho bé mặc loại quần áo thích hợp khi đủ tuổi. Để đề phòng trường hợp khẩn cấp, các bác sĩ luôn đặt cạnh giường của Rahul một bình nước và bình cứu hỏa. Phương pháp điều trị hiện thời đối với bé là bôi thuốc mỡ lên bề mặt da bị bỏng.